Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là con đây ạ. Hôm nay con sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng động tác của bài nhảy Đám cưới như mơ. Và trong bài nhảy này chúng ta sẽ có hai tổ hợp chính. Và bây giờ con mời mọi người cùng vào phần bài tập ạ. Tổ hợp thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải. Và chân phải chúng ta sẽ bước ra đằng sau và đếm là 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. Đến đây là chúng ta đã kết thúc một tổ hợp. Và chúng ta sẽ nối liền đến với tổ hợp thứ hai. Vẫn là chân phải bước ra đằng sau và đếm là 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. Và 8, 2, 3, 4, 5. Vừa rồi con đã hướng dẫn xong và bây giờ con mời mọi người cùng vào phần khớp nhạc ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhạc giấc nhạc vui.